đây có một cái dãy nhà cũ cũ và con hẻm. Con hẻm nhìn rất là cũ ha. Ngay góc tí con và cái xe đi ăn Nguyễn Công Trứ với một dãy phố xưa rất là tấp nập ở cái hàng quán này, đường mang tên thời xưa bác sĩ Camet đó. Ta nhìn xa xa thì đó là cái cầu Camet. Theo hướng này mình sẽ đi về chợ Bến Thành, và ở dưới là có một cái con hẻm, con đường thông vô cái cụm dân cư ở trong đó rất là xưa. Mỗi sáng thức dậy điều hạnh phúc nhất đó là được đọc những cái email, những cái comment của cô chú anh chị. Những video này nó lan tỏa đó là nhờ sự nhiệt tình theo dõi, cũng như nhiều anh chị cũng đã chia sẻ lên trang Facebook rồi Sister Instagram để lưu lại đường link, và thỉnh thoảng ta có dịp mình xem lại. Nếu em có dịp thì hãy tiếp tục cập nhật để cô chú anh chị nhìn lại nha, tại vì bây giờ cũng đã tuổi xế chiều rồi, không có thời gian nữa để đi về quê hương. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Nguyễn Thái Học, và nơi đây là cái bảng hiệu chợ Cầu Muối năm xưa, và với những cái dãy nhà đồng kiến trúc nằm một cái chung một cái cụm chợ Cầu Muối này. Và hành trình hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng lang thang ở trên con đường Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Công Trứ. Thì hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực chân cầu Ông Lãnh nè, và trước cổng chợ Cầu Muối năm xưa. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng dạo bước với em nha. Chúng ta sẽ theo hướng này và đi theo con đường Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Văn Trường. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở giao lộ Phan Văn Trường và Nguyễn Thái Học. Nơi đây có một cái nhà thờ Thánh An Tôn và một cái ngôi trường Bồ Đề. Năm xưa là trường Bồ Đề và ngày nay là trường Đồng Khởi ha. Thì hành trình hôm nay sẽ mời cô chú anh chị và bạn chúng ta cùng lang thang trên một cái con đường, đó là đường Phan Văn Trường đi đến đường Nguyễn Công Trứ. Đối với những cái cung đường này ngày hôm nay nó như thế nào thì cũng đã lâu rồi em không có đi đến những cung đường này, nhưng hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị thì chúng ta lại có dịp cùng nhau lang thang dạo bước đến những cái cung đường này, và mình cùng rong chơi nhìn theo những cái căn nhà, những cái con phố, những cái trường xưa đó. Mình nhìn thấy những cái hình ảnh ở ngôi trường này, nếu mà ngày xưa các anh chị và các bạn đã từng ở đây và có lẽ phải học ngôi trường này thôi. Và chúng ta nhìn thấy đây có cái xe limousine, xe của Toàn Thắng, xe đi về Vũng Tàu á. Wow, nhìn khuôn viên trường này, bên trong có cái sân và bốn hướng là bốn dãy trường, bốn dãy lớp học.
không biết ngày xưa thì kiến trúc nó như thế này không, nhưng mà ngày nay thì em thấy ngôi trường có kiến trúc rất là đặc biệt, với cái màu sơn cũng rất là đặc biệt luôn. Và chúng ta nhìn bên tay trái có một cái cụm nhà thờ, nhà thờ Thánh An Tôn, và có một cái phòng khám từ thiện của nhà thờ ở cuối cái dãy nhà thờ này. Đây có thấy đây là xe limousine đi về Vũng Tàu. Xe này thì có giá rất là cao so với xe những cái xe thường, nhưng mà vẫn mình cảm thấy vẫn còn rẻ, xứng đáng 180.000 so với xe thường thì 101. Đối với ngày thường nha, ngày lễ thì em không biết như thế nào, có lẽ dao động từ 120.000 nữa thôi. Và đây là có một cái bãi đất trống, và ngày nay cho thuê cái công ty mỹ nghệ bán những cái đồ như là ghế, bàn, mà những cái gốc cây lớn đó, người ta làm thủ công mỹ nghệ ra những cái sản phẩm đẹp. Và phía sau cái trường, phía sau cái nhà thờ thì có một cái địa chỉ, đó là số 10 Nguyễn Văn Trường, có đội cảnh sát giao thông. Và đây có một cái dãy nhà cũ, và con hẻm nhìn rất là cũ ha. Và phía sau những cái tấm chăn này là một cái nhà họ đang sửa chữa đó, họ trùm lại để hơi bụi. Và chúng ta nhìn lại những cái nhà xưa ở Phan Văn Trường nè. Hồi nãy em nói nhầm là Nguyễn Văn Trường, nhưng đúng là Phan Văn Trường. Hôm nay là ngày nghỉ nên mình nhìn thấy hình ảnh của Sài Gòn rất là yên bình. Với con đường này thì không có quá nhiều nhà, khoảng chừng 100 căn đổ lại thôi. Chúng ta thấy những cái hình ảnh nó rất là vắng vẻ. Có lẽ ngày xưa các anh chị cũng đã từng học ở trường ở đây, nên bây giờ mình có dịp nhìn lại ngôi trường xưa. Mình nhìn lại cái cung đường mình vừa đi qua này ha. Mà rất là mát mẻ với những hàng cây này. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đường còn hơi dài, mình sẽ đi xíu nữa. Khu vực này là chợ dân sinh, và bên trong là một cái nhà lồng chợ rất là xưa cũ. Có một cái dãy phố nằm trên con đường Gia Sinh. Mình nhìn thấy những cái dãy phố nè, những cái mái ngói như ngày xưa, mái ngói cổ. Ngôi chợ nằm dọc theo con đường Gia Sinh này khoảng mấy trăm mét. Bên kia là đường Nguyễn Văn Sâm, Nguyễn Thái Bình ngày nay. Hôm nay thì nhiều người đóng cửa nên mình thấy đường vắng lắm. Rồi chúng ta đi xíu nữa tới đường Nguyễn Công Trứ, chúng ta sẽ quẹo trái. Nếu mình quẹo phải thì sẽ đến cầu Ông Lãnh, nơi đó có chợ trái. Và ở đầu đường này chúng ta có một cái quán hủ tiếu rất là ngon, nổi tiếng. Hủ tiếu của chú Toàn, đó là hủ tiếu Tân Hưng, nằm ở đầu đường chợ trái.
tao mua mày 40, cái tao có mua mày 50 chơi, 30 xong mày 80 rồi. Ờ, 40 rồi đó. À, chúng ta nhìn ở cuối đường đó là đầu đường, đó là giao lộ Bến Trương Dương và Nguyễn Công Trứ và Gia Sinh. Và chúng ta dọc theo bên tay trái này đi nhìn đến đường Nguyễn Công Trứ, và bên tay phải mình sẽ đi về chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh. Rồi, chúng ta sẽ đi quẹo trái ha. Quẹo trái để đi về con đường Nguyễn Công Trứ ngày nay, để xem những hình ảnh này ngày xưa và ngày nay nó khác nhau những cái gì ha. Có lẽ những ngày xưa thì cô chú anh chị mình biết nhiều hơn, còn em ở thế hệ sau nên biết thông qua những cái tin tức, những cái trang mạng, nên thành ra nhiều khi không có chính xác, nên thành ra nhờ cô chú anh chị chúng ta comment nha, nếu chỗ nào sai sót thì cho em xin comment, để nếu mà người sau xem thì sẽ nhìn vô comment đó sẽ hiểu rõ hơn. Những cái dãy nhà bán đồ điện ở đây rất là nhiều, bây giờ họ nghỉ rồi. Buổi chiều ngay vị trí này có một cái cô bán bún thịt nướng, cũng rất là đông, bán gánh thôi, nhưng mà ngày nay hôm nay chắc cô nghỉ. Phụng Sơn Tự nằm ở trong khuôn viên chợ dân sinh. Cái tự này rất là xưa cổ rồi nè. Mình sẽ nhìn sơ qua hình ảnh này ha. Ở dưới thì có cái ao cá nằm ở dưới cái ô này nè. Có cái ao cá, và đi sâu vô bên trong thì có những cái tượng để chúng ta thờ cúng bên trong chánh điện. Không, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không đi vô trong ha, tại vì mặc quần sọt thì không có tiện để đi vô những cái chỗ tôn nghiêm như vậy. Thôi thì hẹn cô chú anh chị trong những cái video sau, để mình xem rõ hơn những hình ảnh chi tiết của ngôi tự. Và chúng ta đến đây là giao lộ Ký Con, Nguyễn Công Trứ. Và nơi đây có một cái quán mì 70 Ký Con rất là nổi tiếng, quán mì cá đó. Mà hôm trước em có dịp review cho bà con chúng ta xem rồi đó. Nằm ngay góc Ký Con, và xe đi ăn. Nguyễn Công Trứ với một dãy phố xưa rất là tấp nập ở cái hàng quán này. Vào bên đây thì có một cái nhà xưa nữa nè, nhà xưa cổ. Ở trên đỉnh nhà có chữ Ecolivacen, không hiểu nghĩa là gì ha. Nếu cô chú anh chị có những cái thông tin về ngày xưa cho em xin comment nha. Phía dưới là tiệm bán đồ Tấn Phát. Chúng ta tiếp tục đi
đi trên con đường Nguyễn Công Trứ này, và vì đường còn rất là dài nên mình cũng tranh thủ để không mất thời gian của cô chú anh chị. Vì một con đường nó có rất là nhiều cái nhà xưa, những cái điểm xưa, công trình kiến trúc ngày xưa, nhưng chúng ta không có thể đi nhanh và lướt nhanh thì các anh chị bạn thấy không có rõ, nên thành ra chúng ta phải nhìn ngắm rồi để ý thì nó mới hiểu được. Đối với những anh chị ở, cô chú anh chị ở xa và những hình ảnh lướt qua nhanh quá thì nếu mà chúng ta mở tivi lên thì mình xem không có rõ cho lắm. Ở đây cũng có một cái dãy dãy nhà xưa nè, và nhìn thấy rất là đẹp, nhưng mà ngày nay thì rất là nhiều cái màu sắc rồi. Ngày xưa thì có một cái dãy cùng kiến trúc luôn, và theo hình vuông luôn ha, hình vuông đường ca mét rồi Chí Con rồi Nguyễn Công Trứ, bến Trương Dương, những con phố rất là đẹp. Và đây con hẻm thông ra đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Sâm. Rồi, đến đây là giao lộ đường Ca Mét và đường Nguyễn Công Trứ. Nơi đây chúng ta thấy có cây cầu Ca Mét để đi qua quận 4, và ngược lại mình sẽ đi đến chợ Bến Thành, một cái con đường mang tên thời xưa này, bác sĩ Ca Mét. Đó, ta nhìn xa xa thì đó là cây cầu Ca Mét. Theo hướng này mình sẽ đi về chợ Bến Thành, một ngôi chợ rất là xưa cổ, một điểm không thể nào quên khi mà chúng ta đến Sài Gòn. Rồi, chúng ta tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Công Trứ này. Có lẽ đây là cái video nó hơi dài, nên cô chú anh chị khoan hãy chuyển kênh nha, chúng ta tiếp tục để xem những hình ảnh cuối đường nó như thế nào. Và theo em biết thì ngày xưa, ngày nay là những cái sàn giao dịch bất động sản, sàn giao dịch chứng khoán, thì không biết ngày xưa thì có những cái sàn đó hay không ha. Em nghĩ ngày xưa thì không có chứng khoán, nhưng mà sẽ là những cái nơi, những cái công ty, những cái nơi làm kinh tế của ngày xưa đó, chắc có lẽ cũng là công ty đó hả. Đây qua nhìn thấy những ngôi nhà có kiến trúc rất là xưa nè, chè 235, và ở dưới thì có một cái con hẻm đi phía dưới ngôi nhà và đi sâu vô bên trong. Nhà thì nằm ở trên ha. Ngày xưa thì người Hoa hay có những cái con hẻm nằm ở dưới nhà lắm, mà giống như Hào Sĩ Phường cũng vậy nè. Và con phố này có kiến trúc rất là đẹp, đồng kiến trúc, tất nhiên là đẹp so với ngày xưa, nhưng mà ngày hôm nay qua thời gian thì nó cũng đã phai nhạt những hình ảnh của ngày xưa rồi. Tiếc là ngày xưa không có cái hình ảnh camera hiện đại như bây giờ, nên những hình ảnh ngày xưa ở trên mạng em thấy nó chỉ là hình trắng đen thôi. Và hai bên thấy cũng là một cái
dãy phố cổ. Thì Hà Nội có rất là nhiều phố cổ, nhưng mà Sài Gòn ta cũng có. Nhưng mà những con phố cổ đó ngày nay nó đã thay đổi bởi những cái bản hiệu, những cái giao diện, những cái màu sơn, cho nên mình thấy cái hình ảnh nó không có cổ, nhưng mà bản chất bên trong kiến trúc rất là xưa. Với những cái nhà đó thì gạch xây lên không có cốt thép, cách âm rất là tốt. Và nơi đây đó là giao lộ Phó Đức Chính và Nguyễn Công Trứ. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi đến chợ Bến Thành luôn nè, cửa Tây chợ, ở cửa Nam chợ Bến Thành. Và nơi đây có một cái quán cháo cháo mực rất là nổi tiếng, đó là cháo mực số 10 Phó Đức Chính. Dạ không. Rồi, nếu mà nhìn bên đây nó là đi đến cái bến Hàm Tử. Ô, là một bến Trương Dương. Rồi chúng ta qua đường nha. Qua đường để tiếp tục đi trên con đường Nguyễn Công Trứ này. Thì đến đây thì cũng gần đến cuối đường rồi. Nên thành ra mình sẽ tạm thời nói lời chia tay, và không quên chúc các anh chị và các bạn có những giây phút nhớ về, hoài niệm về những ngôi nhà, những con phố xưa. Và nơi đây có một cái con hẻm đi vô cái khu dân cư, và nơi đó có cái nhà của bác của Nị, và cái cụm đó mình hay nhìn thấy rất là nhiều nhà xưa. Không biết ngày xưa cô chú anh chị có cái kỷ niệm gì về khu này không ha, và cho em xin cái comment nha. Con hẻm nè, một con hẻm 158. Và ở trên đó là ngôi nhà của người ta, và ở dưới là có một cái con hẻm, con đường thông vô cái cụm dân cư ở trong đó, rất là xưa. Mình sẽ đi vô như thế nào ha, nhìn xem thôi. Hình ảnh mục nát, tạm bợ. Trong đây có nhiều quán cà phê lắm. Rồi chúng ta tiếp tục đi ra ngoài đường nha, tại vì thời lượng chương trình không có nhiều để mình đi chi tiết quá. Thì hôm nào có gì em sẽ đi chi tiết hơn trong những cái video sau nha. Một chút xíu đó thôi là mình đã đi hết đường rồi. Và nơi đây ngày xưa có một cái ngôi chợ rất là xưa cổ, mà ngày nay nó là một cái điểm mà chụp hình cho các bạn trẻ. Đó là chợ Cầu Móng, hướng bên tay phải chúng ta đi đến cái cầu, đó là Cầu Móng. Và nơi đây là giao lộ của Công Lý ngày xưa, và ngày nay là Nam Kiệt Khởi Nghĩa. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha.
Đây đèn đỏ rồi. À, mình đợi đèn xanh thì chúng ta sẽ qua đường là đi phía bên kia đường Nguyễn Công Trứ để mình nhìn thấy một cái dãy nhà rất là xưa ở bên phía bên trái nè. Mình sẽ qua đường nha, tiếp tục qua đường nữa. Đây là đường Công Lý. Và chợ Cầu Móng của chúng ta nằm theo hướng camera đây. Một con đường rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều ngân hàng, có rất là nhiều ngân hàng. Bạn thấy còn sót lại những cái dãy phố xưa nè. Không biết qua những cái video này các anh chị các bạn có những cái hình ảnh gì về ngày xưa không á? Nếu có cho em xin cái comment. Mỗi sáng thức dậy điều hạnh phúc nhất đó là được đọc những cái email, những cái comment của cô chú anh chị. Những video này nó lan tỏa đó là nhờ sự nhiệt tình theo dõi, cũng như nhiều anh chị cũng đã chia sẻ lên trang Facebook rồi Sister Instagram để lưu lại đường link, và thỉnh thoảng ta có dịp mình xem lại rồi xong cái sau 1-2 năm cái lại có một comment mới. Em ơi, ngày hôm nay nó như thế nào? 2 năm về trước em đã đi rồi, hôm nay em nếu em có dịp thì hãy tiếp tục cập nhật để cô chú anh chị nhìn lại nha. Tại vì bây giờ cũng đã tuổi xế chiều rồi, không có thời gian nữa để đi về quê hương. Đó, thông qua những comment đó thì em rất là cảm động ha. Và ở đây chúng ta thấy đó là một cái ngân hàng quốc gia ngày xưa, và ngày nay là ngân hàng nhà nước. Một cái kiến trúc rất là xưa cổ ở vùng đất Sài Gòn này. Và nơi đây giao lộ của Bát Tơ và Nguyễn Công Trứ. Và chúng ta sẽ tạm dừng cái video ngày hôm nay ngay cái vị trí ngân hàng quốc gia Việt Nam ngày xưa, và bây giờ là ngân hàng nhà nước. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn lại. Thông qua đây cũng xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu cô chú anh chị các bạn quan tâm thì hãy nhấn nút đăng ký subscribe và hình cái chuông ngay ngày hôm nay để ngày mai chúng ta tiếp tục cập nhật thêm những hình ảnh mới về Sài Gòn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video sau nha.